Chú ấy lúc nào cũng cười đó cô. Cô dở mắt kiến ra chú mới thấy được đó. Mình người phàm mắt thịt không thấy, nhằm khi chú đứng quanh quẩn đây mà mình không thấy á. Dạ đúng rồi. Cô ơi, mình về Mỹ được mấy ngày hả cô? Chưa biết, chị về được 10 ngày rồi. À, 10 ngày rồi. Nhưng mà chưa biết khi nào đi. Tại vì khoảng còn 8 ngày nữa là đến ngày giáp năm của chú á. Cô. Anh nhớ phù hộ con gái anh nha. Cho nó được nhiều may mắn nha anh. Đừng ai hại con gái anh nữa nha. Anh linh thiêng nha. Nếu bé qua Mỹ, anh không để cho ai hại bé Hồng Loan đâu. Em sẽ bảo vệ. Vậy là 29 năm rồi mình mới lại mời về lại Việt Nam á chị cô. Mới lại gặp anh đây. Dạ. Tại vì cô biết anh biết chú á. Dạ. Lúc đó cô biết chú nha, có quen chị thân tay. Thành ra chú cô hy sinh. Nghĩa là cô cũng thương chú mà biết chú quen vậy là cô hy sinh cô nhường hả cô? Đúng rồi cô. Cô vậy là cô nói cô nhường mà. Quá cao cả rồi. Vì cô thương chú mà nhiều. Nhưng mà con năm cũng không biết là không biết cô thương. Không biết cái gì hết. Lúc đó là cô mình có gia đình chưa hả cô? Là con cô chưa có gia đình. Mà lúc đó cô như vậy. Cô buồn lắm, phải cô về Việt Nam mới gặp chú. À. Như vậy cô lúc 4 tuổi. 4 tuổi. Mà sanh cùng năm với con gái của chú. Mới gặp chú. À, vậy là con gái cô là cũng năm nay là 38 tuổi. Bằng tuổi với Hồng. Bằng tuổi luôn. Cùng năm. Wow, cùng năm luôn. Anh nhớ con bé mà anh em đem lại nhà anh rất là thương. Anh nó còn nói anh á thơm quá, chút thơm quá, em biết anh thích nước hoa. Anh Linh ơi. Anh có nhớ không? Mà cái cơ duyên nào mà chú gặp cô ha? Anh Linh ơi, em cho em thấy đi. Bây giờ em thay đổi. Nếu mà em nhắc lại chuyện cũ anh sẽ nhớ. Nhưng mà nếu anh nhớ lại thì anh nghĩ lại. Bữa nay em không cho anh uống bia. Em không cho anh hút thuốc. Chị cầm giúp em cái này để chị đem. Em còn biết anh nấu được hai món ruột nữa. Anh
cứ hiện lên đi. Chừng nào em ngồi đây mà em hiểu cho em thấy em mới về. Chắc có mấy đứa em YouTube đây anh không dám. Giờ là 11 rưỡi rồi đó cô. Đúng 12 giờ người âm lên. Dạ đúng rồi. Bây giờ đúng 12 giờ cái mình đi chờ nhường lại cái địa bàn này cho cô. Ờ đúng rồi. Hả cô? Cô có đồng ý không cô? Đồng ý cô. Tụi này sẽ đi ra chỗ khác hết. Cô không biết chứ chú Hành Điền mà chú lên hành cô thăm cô Hành Trung Huệ cũng 12 giờ trưa không? Ừ đúng rồi. Bởi vì cô muốn gặp. Dạ. Ai sợ cô không sợ. Cô nói nãy giờ nội ốc hết rồi nè. Đúng rồi nội ốc hết luôn. Chắc cô, có lẽ là chú có về như trong đây có người nặng bóng là, không thể chú không hạnh không hạnh hạnh cúc cô không hạnh không hạnh không tính đó bây giờ mấy bạn không thấy nữa. Cái nước pha em gửi cho anh là Dion của nữ nhưng mà em không có đem của nam. Anh thích đồ hiệu, anh thích tấn đất qua đồng mong tấn đánh là như thế. Em đem lại tới nhà. Em lại nhà anh nữa. Anh còn nhớ. Em coi em đã hành lang là công việc. Biết em biết anh. Vậy là mình bao nhiêu năm mà mới gặp lại hả cô? 29 năm. 29 năm. 29 năm. Cô không hạnh. Em có gọi anh nhưng mà em bị hồi lúc đám ma anh em gọi anh mà không ai trả lời điện thoại. Em gọi cho nghe cũng không trả lời. Mà em làm đủ thứ các em nhắn tin cũng không hồi âm. Em tức quá thì em phải bay về. Em tắt tất công việc em phải bay về. Qua đây nha nè. Thanh ơi. Bữa nay con gái cô có heo không cô? Không. Mạnh không? Nha anh ơi. Con gái cô bên Mỹ hả con? Nãy cô nói con tưởng chị Hồng Loan là con gái cô không? Đen được mà. Cô nói cô tên Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, Hồng Loan sẽ giống quá. Xong chưa? Tâm sự xong chưa nè? Chưa đâu, tao ngồi chút nè. Mày gọi chú mày. Dạ. Mấy cái đưa mấy cái hoa chị đốt xung quanh mộ. Ủa nha đâu ta? Nha đưa đó đó cô chú. Đâu cái cây có chi chị đốt cho cô. Dạ chị mày cô đốt xung quanh. Để đốt xung quanh. Sao lúc mà chết trời. Ừ đúng rồi đốt cho. Tiếp cô đốt cho cô hành cho mình. Chứ ở đây tới 12 giờ rồi tí mới về. Ra rồi giờ quá giờ mới về. Giờ mới về. Giờ mấy giờ? Giờ mới có 11 giờ ba mấy à? 32. 35. Em đi xung quanh mộ. Gian này chỉ là rất là nóng nha. Thương cô quá. Qua nè. Bữa nay là cô tâm sự với mấy đứa chú lên mấy anh em là nghe. Rất là bất ngờ cô chú anh chị ơi. Đúng là mình mới đúng rồi. Dạ cầm đi, cầm đi, cầm đi cô. Cái nhang chưa chơi hết. Nhang chưa chơi.